Chào các bác, clip hôm nay thì quá trời loa, vâng, toàn là siêu phẩm cho các bác chúng ta lựa chọn. Hôm nay thì sẽ đầy đủ các cái dòng loa Mỹ, dòng loa Nhật, từ những cái dòng loa thùng, dòng loa cổ đến các cái dòng loa cây cột thì video clip hôm nay em đều có. Trước khi đi vào video chính thức, em đặt trần mời các bác. Bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh bên em để theo dõi và cập nhật những video báo giá mới nhất mỗi ngày. Và bác nào đăng ký kênh rồi, đang xem kênh thì cũng cho em xin một like đấy, để cái video này được đẹp hơn cũng như là được tiếp cận đến nhiều anh em chơi audio được nhiều hơn. Đầu tiên thì bên em giới thiệu đến các bác một cái cặp loa Mỹ khủng long bạo chúa cặp DBX. Cặp DBX này thì mấy hôm trước em đã có về một cặp đã test rồi đấy, và đã bán cho một bác ở em không nhớ là ở Thái Bình hay là ở Thanh Hóa, ở Thái Bình đấy, bán cho bác ở Thái Bình rồi. Hôm nay về được tiếp cặp này nữa, thì cặp này là cái phiên bản limited, phiên bản gold các bác nhá. Đấy, ở cái rốn loa nó có cái dòng chữ DBX, còn cái cặp em hôm trước em bán rồi thì không có. Đấy, cặp này thì hình thức còn rất là đẹp luôn. Đấy, xuất sắc, đấy, xuất sắc luôn, đẹp và căng mọng không tì vết. Đấy, cấu hình thì 5 loa một thùng, một bát 40, một trung trầm mà 20, một chép, và phía trên nóc thì còn một trung và một chép nữa. Đấy, còn một trung và một chép nữa, có cả logo Catolo ở đây. Cái dòng DBX này thì thiết kế rất là đẹp và cái giá thành hợp ví. Hôm nay các bác có thể là chơi đa năng các cái thể loại nhạc và cũng có thể là hát karaoke gia đình trên cái cặp DBX này được. Thiết kế của nó thì rất là khổ và đẹp không tì vết luôn. Thưa các bác, đây em sẽ mời các bác chúng ta sẽ quan sát một chút. Và em này thì đẹp không tì vết luôn. Đây, mời các bác chúng ta sẽ cùng nhau quan sát một chút. Đấy. Đầu tiên thì về phần tuyến loa. Đấy. Một loa bass đường kính 40, cái màng màu da bò, đấy, màu vàng. Rốn loa có cả logo của DBX. Một loa trung trầm, đấy, màng poly, cũng loa là đường kính 20. Một loa chép điện ở đây. Và ở trên nóc này thì chúng ta sẽ có cả một trung một chép nữa. Đấy, trung chép ở trên nóc và trung chép ở trước mặt thì cái hiệu ứng âm thanh nó sẽ lan tỏa khắp phòng nghe. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp luôn. Phía đằng sau thùng hậu, cặp loa thiết kế với cái thùng vỏ vân gỗ. Đấy, nét căng luôn. Hôm nay rất là chật cho em không có quay được nhiều. Đây nhá, phần cọc loa đấy, làm rất là gấu luôn. DBX cái model là gì này, Sunfound, model 5. Cái này là cái tem series thôi. Đấy. Cặp này 250W. 250W một thùng. Đấy. Từ 20 tới 250W một thùng. Rất đẹp. Rất đẹp. Cặp này thì cũng để cho các bác giá như cặp trước thôi. Đấy, 15 triệu 200 nghìn đồng. 15 triệu 200 nghìn đồng. Em lại tiếp tục quay sang một cái cặp loa Mỹ. Một cặp loa Marzahn. Marzahn model 7 của Mỹ. Marzahn này là dòng xuất Mỹ các bác nhé, Made in USA. Đấy, nhạc vàng thì hết sảy luôn, thiết kế với thùng vỏ gỗ lạng và các cái loa của nó thì màng màu xanh vô cùng là độc đáo. Cặp này thì chất âm là mềm mại và nồng nàn, tiếng rất ngọt ngào. Bass 30 này, gần vải thập dầu, mềm nhũn luôn. Một loa chung giấy và một loa chép giấy, chép là chép Mỹ các bác nhé. Đấy, tuyến loa đẹp xuất sắc luôn, e căng còn đầy đủ. Đây, thùng vách góc cạnh nét căng, phần hậu rất mới, các bác nào biết chất của em này rồi. Đây, Marzahn 7. Đấy, Marzahn 7 có hai vi tinh chỉnh cho để mít rồi này, chép cũng như là cái phần cọc loa đây. Cọc loa đây, Marzahn này là Made in USA các bác nhé. Đấy, Made in USA, tiếng rất hay. Cặp này có giá 10 triệu rưỡi, 10 triệu rưỡi cho các bác chơi. Đấy. Tiếp theo thì một em hàng và siêu to khổng lồ, cặp loa bố của các cái cặp loa mắt võng của Pioneer luôn. Pioneer set 63DX, con này là con to và con khủng nhất. Nó còn to hơn cả 99A, đấy, to hơn cả 99A. Cao nó phải 70, rộng thì phải 50, sâu 40. Đấy, căng mắt võng rất đẹp, lưới màu xanh. Chúng ta sẽ cùng nhau đi xem cấu hình tuyến loa của cặp và Pioneer này. Căng còn rất đẹp các bác nhé. Căng còn rất là đẹp.
cấu hình tuyến loa thì cái cặp này vâng đẹp xuất sắc luôn. Một bát 40, hai loa chung giấy, một loa chép kèn và hai loa chép còi. Tuyến loa đẹp, đời này là đời bát có lỗ cho nên âm sắc rất hay và cái râu cũng râu ngửa lên trên. Đấy. Loa mít loa chép đẹp không tì vết, đặc biệt là hai loa chép này có một cái lớp lưới vải bảo vệ còn chưa tháo cơ. Đấy, những cái cặp mà nó còn đẹp nha, người ta chưa có lột cái lớp lưới vải này ra, cặp này vẫn còn nguyên này, vẫn còn nguyên gân gốc, còn zin nguyên bản, đẹp xuất sắc luôn. Thùng vỏ một góc cạnh nét căng, cặp này các bác chơi nhạc vàng nhạc xưa băng cối thì hết thuốc luôn cho cái cặp 63 đếc này. Đây, phía đằng sau thùng hậu đây còn rất là đẹp. Đây, vi tinh chỉnh cái này nó vận chuyển nó bị rơi mất cái vỏ này, rơi mất cái áo đấy, nó chỉ là cái áo này thôi, lắp xuống đây cũng được, không có vấn đề gì. Đấy, nó bị rơi mất một cái các bác nhé. Đấy thì em nói luôn, nó lỏng mà, cái này nó lâu ngày nó lỏng ra, vận chuyển về bóc thùng mình không để ý nó rơi mất, còn lại thì rất là đẹp. Đấy, còn lại rất là đẹp luôn. Cặp này thì vâng, cặp này thì có giá là 21 triệu đồng cho cặp Pioneer 63 đích đẹp xuất sắc. Các bác chơi nhạc vàng nhạc xưa bằng cối thì tuyệt vời. 21 triệu đồng cho cặp 63 đích các bác nhé. Tiếp theo em về được một cặp JBL L80T. L80T thì đã vắng bóng shop đặt trần khá lâu rồi, cũng phải nửa năm nay mới lại có hàng cặp L80T. Một cặp loa tầm trung của JBL cho chất âm rất hay, thiết kế với dạng cây cột 3 đường tiếng, vỏ gỗ sồi vàng. Một bát 25, đấy, một loa chung và một loa chép đom titan. Đấy, L80T và L100T thì chung tép giống hệt nhau, chỉ có bát này bát nhỏ hơn bát 25 thôi. Còn L100T thì bát 30. Sắp tới thì em cũng về được một cặp mà L100T, em sẽ giới thiệu luôn cho các bác. Cặp này hình thức đẹp xuất sắc, vân gỗ hai bên là đối xứng nhau. Đây, e căng còn đầy đủ. E căng còn đầy đủ đây thưa các bác. Rồi cấu hình tuyến loa còn rất là nét. Một bát 25, một loa mid, một loa chép đom. Đấy. Cái này thì nó hơi lõm một tí, em chưa kịp hút ra. Hút ra cái là ok ngay, không vấn đề gì. Này, tuyến loa xuất sắc luôn. Đấy. Thùng vắt góc cạnh này và nét căng. Cặp L80T đây, phía đằng sau đây cầu loa cọc loa còn đầy đủ, góc cạnh rất nét, góc cạnh rất nét. Cặp này có giá 18.500.000 đồng các bác nhé. Các bác có nhu cầu alo cho em. 18.500.000 đồng cho một cặp L80T. Rồi em lại về được một cặp Genetic Max One đây. Hôm trước về một cặp rồi và đã bán ngay cho một bác Thanh Hóa rồi. Nhận được cái sự phản hồi của bác rất là tốt về cái chất âm của cặp này. Hôm nay về tiếp một cặp nữa em sẽ lên sóng cho các bác. Cặp hôm trước thì căng nó màu xanh, cặp này thì căng nó màu nâu các bác nhé. Và cặp này thì cái loa bát của nó có cái xương ở đây rất là đẹp. Cặp hôm trước thì không có. Genetic Max One là một cái dòng loa Nhật xuất Mỹ với cái cấu hình 40 và cái khả năng chơi đa năng đa thể loại nhạc. Một bát 40, một kèn 40 và một trung kèn 40 và một chép kèn. Thùng vỏ gỗ lạng đẹp xuất sắc luôn, có hai vi tinh chỉnh cho giải mít và giải chép. E căng đầy đủ luôn thưa các bác. Đây. Rất là đẹp, tuyến loa rất là đẹp và cái dòng Genetic Max One đặc trưng cái màng giấy của nó thì có những cái vân sóng, vân xoáy. Đấy, rất là đẹp. Các bác nhìn được quả kèn vĩ đại chưa? Đấy, trên kèn còn cả logo của Genetic. Thùng vỏ góc cạnh đẹp. Cặp này các bác chơi đa năng, có thể là nghe nhạc, nghe đa năng các thể loại nhạc và có thể là hát hò karaoke gia đình trên cặp này cũng được. Đây, thùng vỏ rất là đẹp luôn. Thùng vỏ rất là đẹp. Cái thông số ở phía sau của cặp loa Max One đấy, còn đầy đủ luôn. 160W cho một thùng. Cũng dễ là dễ đánh. Cặp này 15 triệu 9 các bác nhé. 15 triệu 9. Quay sang một cặp loa cổ của Sansui. Hôm nay em có một cặp loa cổ của Sansui SP7900. Đây thưa các bác, SP7900.
Cặp SB7900 này thì cấu hình là một bát 40, một loa trung giấy, một loa chép kèn và hai loa siêu chép. 7900 này thì các bác có thể là chơi nhạc vàng, nhạc cổ, nhạc xưa rất là ok luôn. Này, thùng vỏ vân gỗ, rồi e-căng lưới mắt võng rất là đẹp. Tiếng loa không tì vết luôn. Trên cái loa bát thì là màng giấy gân vải, có cái viền chỉ màu cam rất là đẹp, cộng với cái tem 7900 màu cam. Đấy, cặp này các bác có thể là chơi nhạc vàng nhạc xưa rất hay. 14,8 triệu, thùng vỏ đẹp xuất sắc luôn. Thông số ở đây Made in Japan, 8 ohm và 160W trong một thùng. 14,8 triệu cho cặp này. Hôm nay em lại về được một cặp Calyp CF2 nhé. Các bác lưu ý là cặp hôm trước thì đã bán rồi, hôm nay là về một cặp. Cặp trước là gỗ lạ và cặp này là gỗ sồi nhé. Đấy, gỗ sồi nhé. Và đặc biệt là cặp này là hình như là em mới xem là số CD liền kể. Em sẽ tra xem này. Bên này là 488, bên này là 487. Đấy, hôm nay về được cặp này số CD liền kể nhé. Các bác tránh nhầm lẫn với cái cặp hôm trước mà em có quay cả số series luôn. Không nhiều bác lại bảo là lại quay đi lại quay lại. Bởi vì là cái những cái hàng này thì nó có hàng, thì em lại phải tiếp tục em quay để em thông báo cho các bác biết. Cặp mà Calyp CF2 với cái cấu hình to cao, mỗi thùng 2 bát 20, một loa trung kèn 25, thùng rất là nặng khoảng 60kg. Cặp này thì cao khoảng 96-97. Đấy, chiều rộng của nó là 33 và chiều sâu là 42 cm. Đấy, cụ từ nam châm, cụ từ ferrite cho cái chất âm rất hay, tiếng mạnh mẽ, uy lực, chơi đa năng các cái thể loại nhạc luôn. Cặp này thì nó đẹp hơn cặp hôm trước và các bác nhìn nhé, thùng vỏ gỗ sồi rất là đẹp và nét, cộng với cái tuyến loa căng mọng luôn. Cộng với cái tuyến loa rất là nét luôn. Cặp Calyp CF2 có giá bán là 22 triệu đồng. Đấy, vừa về xong. Các bác quan tâm alo cho em quay cho một cái cặp loa hàng kịch độc luôn, cặp loa MSC, cặp này là dòng Nhật xuất Mỹ các bác nhé. Các bác thấy cái dáng của nó rất là độc luôn, giá 10 triệu đồng luôn nên cho các bác xem. Mỗi thùng là một bát 30, một trung giấy và một chép giấy, chuyên trị nhạc vàng nhạc xưa. Thùng vỏ vân gỗ rất đẹp, thùng vỏ vân gỗ rất đẹp. Đấy, tuyến loa căng mọng đẹp không tì vết luôn. Cặp này là MSC 8330 với hai cái tay sách này, trông vô cùng là chuyên nghiệp và đấy, đẹp. 10 triệu đồng các bác chơi nhạc vàng hết ý luôn. Rất là nhiều những cái thông số ở phía sau cho cái cặp loa MSC đấy. 10 triệu đồng cho cặp này, các bác quan tâm thì alo cho em. Rồi, tiếp tục về được một cái cặp Calyp. Đây, căng của nó đây. Cặp này là Calyp KG4.5 thì phải. Em sẽ xem lại cái model. Em này là Calyp KG3.5. Xin lỗi các bác. Đây, cọc loa đây. Dòng Mỹ nòi có tem chữ ký. Calyp KG3.5. Calyp KG3.5. Thiết kế với dạng cây cột, thùng vỏ gỗ sồi. Đẹp xuất sắc. Ê căng 5 hít. Đấy. Còn cả chân đinh. Cặp này còn cả chân đinh. Vâng, một bát 20, một loa chép kèn, còn cả phần chân đinh ở phía dưới, lỗ thông hơi ở phía trước, chơi rất hay. 7.500.000 đồng. Calyp này thì cũng chơi đa năng các cái thể loại nhạc các bác nhé. Này, chơi đa năng luôn. 7.500.000 đồng cho cặp này, các bác quan tâm thì alo cho em. 7.500.000 đồng hết chơi nhé. Còn một cặp JBL L40, dòng này thì dòng Mỹ nòi rồi, 11.500. Đấy, dòng Mỹ nòi của JBL, dòng loa tầm trung, một bát 25, một loa chép đo. Đấy, thùng vỏ góc cạnh cũng như là tiếng loa xuất sắc luôn. 11.500.000 đồng cho cặp L40. Đó là toàn bộ những cái sản phẩm loa hôm nay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cặp loa em đã báo giá cho các bác. 10 cặp loa, và các bác có nhu cầu bất cứ sản phẩm nào thì hãy alo cho em. Đấy, cặp JBL L40 11,5 triệu, L80T là 18,5 triệu, cặp MSC là 10 triệu, cặp Pioneer 63DX 21 triệu, cặp Mazang 10,5 triệu, cặp Zeletic này 15,9 triệu, và cặp Calyp 10 triệu, cặp Calyp 7,5 triệu, cặp Sansui này 14,8 triệu này, cặp này là 15,2 triệu DBX, cặp Calyp là 22 triệu.
Đấy. À, các bác có nhu cầu alo cho em. Xin chào, cảm ơn và xin hẹn gặp lại.